Chào tất cả các chị. Chúc các chị có một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng. Em là Hồng Lan đây, là em Hồng Lan đang sinh sống và làm việc tại Hải Phòng. Hiện tại thì em Hồng Lan đang phân phối dòng sản phẩm dùng collagen, hay chính là Green Collagen Powder. Sản phẩm mà Hồng Lan phân phối có những tác dụng như thế nào thì trong video này em Lan xin chia sẻ với tất cả các chị những tác dụng của dịch vụ collagen. Trước khi tìm hiểu tác dụng thì em Lan muốn bật mí cho các chị, đó là diệp lục là gì. Diệp lục chính là sắc tố quang tổng hợp lên màu xanh của lá cây và thực vật. Diệp lục được coi như là máu của cây xanh. Chính vì tầm quan trọng của diệp lục mà các nhà khoa học đã mất rất nhiều thời gian để nghiên cứu. Và các chị có biết không, kết quả tác dụng của diệp lục đã tạo nên một cơn sốt trên toàn cầu. Diệp lục cũng đạt được 2 giải Nobel khoa học các chị ạ. Vào năm 1915, diệp lục có cấu tạo hóa học đồng nhất với tế bào hồng cầu. Và đến năm 1930 thì diệp lục thải lọc độc tố ra khỏi cơ thể. Em đang xin chia sẻ với các chị về những tác dụng của diệp lục collagen. Diệp lục collagen có tác dụng là lọc bỏ các chất dơ ở trong máu, giảm nguy cơ tắc nghẽn mạch máu. Cũng chính diệp lục collagen giúp cho chống thiếu máu, tăng cái số lượng tế bào hồng cầu. Tác dụng thứ ba em đang muốn kể cho các chị, đấy là diệp lục chống chất độc, chống lại các chất để gây ung thư. Diệp lục cũng loại bỏ đi các chất cặn bã trong cơ thể con người. Diệp lục còn ngăn ngừa sự suy hô hấp. Ở tác dụng tiếp theo thì diệp lục lại còn chống lại các vi khuẩn gây lên các vết thương, làm cho các vết thương được mau lành hơn. Và chính diệp lục còn phòng chống các bệnh về tim mạch, giúp cho ngăn chặn các dấu hiệu lão hóa ở tuổi già. Với tác dụng tiếp theo thì Hồng Lan thực sự là thích thú khi mà chính diệp lục giảm táo bón bằng cách là tăng cường lưu thông của đường mật. Chính diệp lục cũng giảm được các mùi hôi trên cơ thể và tăng cường chức năng gan, cải thiện các vấn đề về gan. Gan và thận đấy là những bộ phận vô cùng quan trọng trong cơ thể người. Diệp lục còn giảm chóng mặt, giảm thiếu máu não, giúp chống mất ngủ. Và thậm chí là diệp lục rất tốt cho chị em phụ nữ ở một điểm là giúp cho chị em phụ nữ không còn bị đau bụng trong các tháng khi mà đến kỳ kinh nguyệt. Sản phẩm diệp lục collagen hay còn gọi là Green Collagen Powder của thương hiệu Mummy Beauty do công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Khánh Hà Beauty sản xuất mà em Lan đang cầm trên tay. Không chỉ có diệp lục mà sản phẩm này còn có thêm collagen. Collagen này không phải là collagen thông thường, mà là collagen peptide với một cái thể trọng rất là nhỏ, rất dễ để có thể hấp thu vào cơ thể con người. Collagen rất tốt cho mỗi một cơ thể. Chính vì thế mà trong sản phẩm còn được bổ sung thêm insoflavone, hay là còn gọi là tinh chất mầm đậu nành, giúp cho cải thiện sinh lý nữ. Và một thành phần nữa Hồng Lan muốn nhắc đến chính là biotin. Biotin giúp cho tóc được bóng mượt và giúp cho móng tay được chắc khỏe. Vitamin C ở trong diệp lục có tác dụng làm mát cơ thể, thanh nhiệt cơ thể. Ở một sản phẩm khác thì Hồng Lan không biết, nhưng trong diệp lục collagen có thêm acid hyaluronic. Đây là một acid ở dạng gel, chính vì vậy mà giúp cho làn da được cấp ẩm và căng bóng, trở nên đẹp hơn. Hội tụ tất cả những thành phần đó trong một sản phẩm diệp lục collagen đều có một cái tác dụng là giúp cho cơ thể con người được khỏe mạnh hơn, làn da thì sáng hồng mịn màng,
không còn hiện tượng nám tàn nhang. Đặc biệt là giúp cho làn da luôn luôn được bù đắp nước, không bao giờ bị mất nước. Bởi vì thời tiết mà hanh khô hoặc ngồi lâu trong điều hòa cũng không bao giờ lo là sẽ da khô hoặc là da bị sạm đi. Em hôm nay vừa chia sẻ với tất cả các chị về cái tác dụng của sản phẩm dịch lục collagen. Vậy thì không còn lý do nào mà các chị lại chần chừ mà không nhắn tin hoặc gọi điện thoại cho em Hồng Lan qua số điện thoại 085 7577 668. Em Lan xin nhắc lại số điện thoại để các chị có thể biết thêm được các thông tin hoặc là có thể đặt hàng. Số điện thoại là 085 7577 668. Các chị cứ tưởng tượng mà xem, trên tay của mình có một cốc dịch lục collagen màu xanh bắt mắt, mùi hương thì dễ chịu, vị lại dịu mát. Khi được đưa từng mụn vào miệng thì các chị đều cảm nhận được. Và một cái thứ nước uống mà nó tuyệt hảo đến như vậy sẽ giúp cho các chị sẽ có được một sức khỏe tốt này, một cơ thể tràn đầy năng lượng, và hơn bao giờ hết là một thần thái và cả dạng người khi đón chào ngày mới. Em sẽ dành 50 suất quà trị giá 180.000 cho 50 chị đầu tiên đặt hàng trong ngày hôm nay. Và thật sự là em sẽ free ship cho tất cả những đơn hàng đó. Thế còn những người ở số 51, 52 thì sao? Các chị cũng đừng buồn khi không nhận được quà của em Lan, nhưng em Lan vẫn free ship cho các chị. Hãy nhớ số điện thoại để liên lạc với em Lan, đấy chính là 085 7577 668. Cảm ơn các chị đã lắng nghe video này của em Lan, và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.